quay cho tỏ rõ để nhiều khi người đời người ta còn nghi ngờ nói chứ bà này đó là bà này nhiều khi bà để tiền bà ăn này kia cái nọ thiếu gì mình ở đời mình suy nghĩ vậy chứ tôi không có nói mà không có làm thôi không làm bị gì ông bà ông nói ha, ăn không phải mà một cắt cũng không còn mà tội nhân phạm thật xử tiêu sát hồn. Còn Phật mẫu có nói dù cho con lãnh mạng trời màn này con làm không đúng Phật trời xử tiêu, như tôi mà làm lãnh mạng trời là màn này tôi lãnh cái sứ mạng trời mà tôi làm không đúng là Phật trời sẽ xử tôi tiêu, không có để cho mày nói mà bắt hoàng được nữa đâu. Thì bà nói xong cái liên quan cái đĩa có bà đội khăn không? Ủa? Giờ mở đường đi xuống hậu thử sao tưởng đâu bà nói gì nó khự nó nói khự cho bà tin lắm nói không, có lúc mà thương hậu với bà tám ngồi nói với nhau nghe hay lắm hay lắm hai người nói với nhau bữa mà làm mắm á. Ừ. Chậu mắm, chậu mắm tôi chứ sao thượng nó khự tôi nói. Hai cô cháu ngồi ngồi vô mắm, đứa khự nó nói mà làm hoài. Tôi thử là mấy bà không coi chứ. Tôi nói khai làm là mấy tiếng đồng hồ. Nói chuyện hai người nói chuyện hoài. Hai cô cháu nó nói nó khự tôi nói nó khự tôi nói nó khự cái mình nói cái nó cục bập vô. Nói vậy mình mới thấy là lạ xem hoài mới đó mới. Nói chung là cũng phải quay luôn. Nói chung là không có bỏ clip nào không? Không, cái này là cái là quay cho tỏ rõ để nhiều khi người đời người ta còn nghi ngờ nói chứ bà này đó là bà này nhiều khi bà để tiền bà ăn này kia cái nọ thiếu gì mình ở đời mình suy nghĩ vậy chứ tôi không có nói mà không có làm bị gì ông bà ông nói ha, ăn không phải mà một cắt cũng không còn mà tội nhân phạm thật xử tiêu sát hồn. Còn Phật mẫu có nói dù cho con lãnh mạng trời màn này con làm không đúng Phật trời xử tiêu, như tôi mà làm lãnh mạng trời là màn này tôi lãnh cái sứ mạng trời mà tôi làm không đúng là Phật trời sẽ xử tôi tiêu, không có để cho mày nói mà bắt hoàng được nữa đâu. Chứ đừng có nói hồi đó bây giờ từ tạo thiên lập địa tới giờ 12 vạn 9.600 năm, bây giờ tôi chuyển qua đây nè, bây giờ tôi làm không đúng là Phật trời sẽ xử tiêu, bây giờ tiền là người ta đưa cho tôi làm phước mà nó nếu mà tôi ăn hợp hết là phải xử tôi tiêu. Cái đó là mình khỏi nói từ về trên xử xử mình nè, lãnh mạng cho làm sai là xử tiêu mình nè, lãnh sứ mạng mà làm không đúng là Phật trời xử tiêu chứ đừng nói mà học là lấy tiền nhà bù lại trên xe. Thôi học lấy tiền nhà không đó, nói thiệt đó là học lấy tiền nhà bù vô thì ở trên ta khen. Vậy chơi giờ cái cơ xây chuyển cho cái xác của tám thẻ hơn là tôi khổ, tôi nói thiệt đó, chưa ai khổ bằng tôi, không sao nổi, 6 mấy ký đó coi bộ, 6-11 ký đó, còn mấy lúc trước hả, nhiều hơn nữa hả, 70 luôn, mà cũng dắt khảo mình một như thường, quận 3 người tiên. Cho hết cái khóa mừng. Cho hết trơn mừng, không đau không ớt. Thì bữa nay quý vị có nhân viên nào lên đây rồi thỉnh mắm của tám về để ăn thì. Chút nữa về là cho ngượng bọc bọc phát ngượng bọc bọc đi về. Thôi bây giờ nói về cái vụ đạo này quán khăn chắc ông lão về thôi hỏi về gốc xưa đi. Đây thà Phật thầy nói là trình lập hội mẫu ba cuốn sắm. Các núi bài đứa nợ, các đá bài núi nở ban thành. Cách thương thôn có một cái thành trời sắp sẵn nặng dành lập hội bằng tha lôi hữu khách chắn hời có tướng linh giữ đặng ngôi trời cho minh chúa ra đời sửa thiện nước nam việt có ngôi có vị năm châu này ở tại nay đây cờ quỳnh cao ở tận sân mây lập đài cao cho mình cao quý. Bây giờ đó là đang lọc lừa đang tìm cái con hữu phước mà đưa trở về đó. Em con hữu phước con đưa trở về ơi khổ thảm bốn đời sống dậy dần dần trời lửa cháy liên miên tiêu điều sẵn giặc thiền viên thằng tăng biến quá với miền trung ương
Mà con thấy bây giờ lửa cháy liên miên là con thấy là giống như là bom đạn nó bắn. Y gian nó cần là trời nó cháy tủa tủa ra đó. Y gian cái đó là đạn lửa không? Nói chung Việt Nam mình đi nhà cháy xe đủ thứ chuyện nó diễn biến ra. Muốn cháy thì những bậc cháy rồi nào cháy. Nhà cháy. Đôi khi mình không giải thích cái phần này cái họ không biết. Họ nói mình nó không có. Đương không. Cháy thì cầu Kiến Giang xe 4 chỗ. Xe cháy thì ngay cầu Kiến Giang bây giờ nó còn một lỗ nữa gần giữa cầu. Màn này không cướp hả? Nhà lòng xe hơi cũng cháy hết. Thì đó đám xe mà năm giường nằm nó cũng muốn cháy là cháy. Đầu ở thành phố hay hoặc các chỗ khác muốn cháy là cháy. Tại mình không có phước. Nói có tiền có cho biết đạo đức đâu. Nó thiêu con vợ. Không có đức đâu có tin đâu. Nói đâu là thật trời nói là không. Bởi vì thầy mới nói là thà nghèo thanh hơn giàu mà trước. Lo dung chồng cội phước về sau. Ác gian chỉ một hồn hưởng một đời thà nghèo trong sạch thảnh thơi linh hồn. Con ơi trong chốn hồng trần mấy ai nghĩ đến khỏi lòng thanh cao. Bởi vậy thầy mới nói điều thứ chín đạo lành căn bản giữ làm sao có bạn không thù. Từ nay con nhớ gần tu hạ mình nhận lỗi mặc dù là không. Lời nói sao hòa trong hiệp ngoại không hơn người nếu phải ép lòng. Không ham những chuyện mênh mông vừa no đủ ấm đề gồn làm chi. Không mấy ai nghĩ đến cõi lòng thanh cao. Đây vậy cái 10 điều khuyên tu của ông lão ông xuống cờ điển rồi ông nói rất là tuyệt vời. Ông nói là ông nói là thầy thu uống nãy giờ uống hoài. Nước khỏe nó nhiều, nước trà đổ gì mà con thấy là ông lão xuống đợt nào cũng vậy là dạy là cho con người ta là không phải là mà giống như là tu độc thân mà giải thoát mà ông lão là dạy là tứ đại trọng ăn không à. Người này mấy anh này ở trong vị trong đó đi trong tâm nông gì ra đó. Dạ, tại hữu duyên ta tìm lại. Tiên lý ngộ. Tại vì vô duyên không biết là thầy nói xa mà. Tỉnh xa như nhắc hôm qua, mơ màng cũng tưởng như ta bên này mình. Tuy là hữu ảnh vô hình chớ văn lòng tưởng săn trình đáo lai. Tại vì khi trên cuộc đời này á, thấy huynh đệ hoặc là ai đó lên nó đạo cái họ bác chứ lắm tại vì họ không có tin là trên đời này là có cái cảnh khổ có cảnh địa ngục nên người ta mới nói là khi là chết rồi á là đâu phải là im chết rồi đâu phải là im người chết rồi đâu phải là im nào là chảo dầu thơi ục ục nào là dồi lúc nhúc thay cơm con dắt búa to ra bữa con móc mắt con cắt răng con lột lử con đem thớt da bầm còn nhiều tội kể sao cho xiết. Ông thanh sĩ ông nói vậy đó chứ không phải đương không mà người chết rồi phải là im. Dạ bởi vậy. Tại vì là cô bác cái thằng không có lớn làm sao thấy cái cõi địa ngục được. Yeah. Sao thấy cảnh cực lạc được đâu mình đâu có thấy cho mình mở cái đó cái duyên mình đâu có lớn đâu mình cho mình thấy tại còn vì... tôi thấy hết trơn à. Tại vì tôi nói là nhiều khi cô bác nói tôi nói dốc nói tước nó sợ. Câu hai cũng nói nếu như mình thấy được là mình đã đắc đạo rồi. Đắc đạo rồi thì ông thanh sĩ ông nói á, muốn lúa tốt phải diệt cho sạch cỏ, muốn tánh minh phải bỏ lòng tà, tu lưng chừng nửa Phật nửa ma đến chết không ra gì cả, nói thiên cơ mà không hối quá vô cuộc này như cá mắc câu. Hội tiên Phật đâu dễ gặp đâu, muốn gặp Phật phải công phu dày dặn, hội tiên Phật người nào muốn giữ đặng tự nhiên người ấy đã chứng quả rồi. Tu lưng chừng hoặc đạo lôi thôi, khó giữa chính ngôi sen báo. Rồi ông thanh sĩ ông mới nói ra sâu duyên Phật kiếp này tu được dám tu đừng bỏ cuộc thử nam ơi tu một đời giải khổ cả muôn đời đã chịu khổ rồi đừng chịu nữa mau tìm chốn an vui cho Phật ở chứ tìm chi kiếp khổ trần gian nếu kiếp này bến giác chẳng thời sang thì kiếp tới mang nhiều nghiệp báo nay dù có gặp muôn ngàn khảo đạo núi to bao đục có ngày thông đạo khổ mấy cố công tu sẽ đắc giống sanh tử nếu không đem gieo dắt mầm thế gian không mọc được đâu.
Đường giảng sanh cực lạc, một vòng đầu kiếp thống khổ bao lâu rồi cũng khỏi. Trên đường đạo tu hành chứng cõi, chinh phục đời theo dõi lòng tin. Chữ Di Đà luôn trắng ở tâm mình như tam tạng đi thỉnh kinh thở trước. Việt Nam là chủ cô đồ, hoàn toàn độc lập tự do nước nhà. Việt Nam chỉ một đôi ba, Việt Nam chỉ một quốc gia hồng bàng. Dân thành cho tới dân làng, nói từng thứ tiếng một vàng màu da. 4.000 năm sử đã qua, Việt Nam dân tộc vẫn là Việt Nam. Nho ơi, nếu giống không gây thì đâu có trái cây đặng nhờ. Tội gây thì có tội chờ, làm lành thì được phước hờ bên lưng. Người tu tánh ác còn đeo, đâu bằng kẻ thiện không theo đạo nào. Nếu như mà mình tu đạo mà mình không làm thiện cũng như không, cũng vô dụng. Người ta thẳng, người ta không tu. Tại vì thì ông Thanh Thủy ông chơi đạo đó, ông nói đạo ghen ghét đâu phải là đạo, mà tu tranh giành là ngạo sự tu, tranh giành ghen ghét lu bù, đạo không sáng tỏ, việc tu không thành. Ông chơi luôn, người tu tánh ác còn đeo, không bằng kẻ thiện không theo đạo nào. Ông nói giả dối danh lợi lắm con ơi. Còn là ông ba ông nói với ông Phật thầy Thế An, ông nói hỡi ông tu miễu tu đình, tới chừng đắc quả miễu đình chẳng nào. Hỡi ông tu hổn tu hào, tu lường tu gạt tu giàu liêm lê diêm la, tu làm sao chữ mẹ mắng cha ông bà ông tưởng mới gia hội này. Tu nhiều kiển tu lạ tu kỳ, tu không biết hoặc tu thì kim ngăn. Giảng cơ có định năm nào, thiên cơ bắt phải lậu lộ chàng biết nhau. Nay tôi ở chắc cà đao ông ba bà giải bước mau thi bài. Quý mùi bá tánh gian nan, từ dần cho đến tháng ba người không có ngớt khóc la ôm sờm. Năm xăng hết thảy người ta, tháng sáu con khỉ nước chàng, khỉ ăn trái táo thăng ngồi ngô lông. Năm dậu bình địa khởi công, con dê cho đến con gà thương cho bá tánh hết lo nghèo giàu. Hết trời năm 1936 rồi đấy, tối với bà Hưởng mà nói trước mấy chục năm rồi, tám mấy năm rồi, bây giờ đấy tối với bà Hưởng rồi. Cái này là ôn lại bài cũ không? Bài cũ mà lại như bây giờ thì chở mới đó. Dở là mới rồi, cụ Phật thầy Tây An, cậu Đức thầy này ra sau này năm 1939. Còn cái đó nói trước là năm 200 mấy chục năm rồi. Phải không Sông Hậu? Dạ đúng rồi. Đức thầy Tây An nói 500 mấy chục năm rồi, Đức Quỳnh giáo chủ mới ra đây 88 năm rồi. Đức Phật thầy sanh năm 1800. Chiếc này là tôi dở, tuần cũ dở và tuần mới không á, ai thuộc? Hỏi mấy người thuyết trình làm sao thuộc nổi. Nói chuyện một lỡm thôi chứ đâu có thuộc không mà tới ông Đức Phật Trùm giờ ông Tứ Thánh Tam Hoàng Thơ hả ông Sông Hậu, nếu mình mà chảy cái bệnh thằng Sông Hậu nó đi quay tùm lum cho nó biết, là nó biết nhiều người chứ ta đâu có thông. Có điển thiên đâu mà thông, đâu có trí huệ đâu mà sáng. Thì nói giáp dùng vậy thôi mà nói giảng kinh mà đâu phải thơ về, nói mà cười giỡn mà tôi không chịu. Tại vì thầy nói là xưa nay chẳng có mấy khi Dương Trần có Phật vị thị xuống đây, cờ thế giới ngày nay gần thúc Phật tiên mới xuống Hồng Trần. Thấy sanh chính khinh thường vượt tội, Phật nóng lòng như sói nước sôi. Kể từ dài vàng lộn với thao, Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế. Làm trơn chánh là Phật là tiên, làm gian ác là quỷ là ma. Cư chẳng bắt nhiễm là người thánh, lãnh tục đừng mơ chứng bực hiền là Phật. Bị tưởng là Phật ở trên trời bay xuống mà này không có đâu. Người nào sáng suốt người đó mới là Phật. Mà có ai đâu sáng, không có ai được sáng hết thế kỷ, hết vũ trụ 197 nước mà bây giờ nó phân ra nước nhiều là 202 nước. Không có ai được đắc quả Phật. Mấy ông ơi, ai tin không tin thì thôi. Nhiều đời nhiều kiếp, bởi tôi mới nói 12 vạn 9600 năm đó Sông Hậu. Dạ, theo từ thời Đức Phật Thích Ca tới giờ chỉ có 4.000 mấy à. Còn tới chưa trước đó nó 12 vạn 9600 năm, quá thế rồi. Đắt đã rồi, nói đắt rồi. Đắt gì nữa? Tỷ rồi đã, ông Thanh Thủy ông nói muốn lúa tốt thì việc cho sạch cỏ, muốn tánh mình phải bỏ lòng tà. Mình lính không chứ không nói gì cho nó. Mình là theo mình thấy hầu, mình là lính thôi, để đời ta biết là Đức là Phật. Ông Thanh Thủy ông nói thẳng luôn, muốn lúa tốt thì việc cho sạch cỏ, hả ông Sông Hậu? Ý mày đi quay cho có ai mà nói được như tám, mày chặt cái đầu tám. Ai nói thiên cơ được như tám, mày đem đầu tám mày chặt ra một cái bập. Muốn tánh linh phải bỏ lòng tà.
tu lên chừng nửa thật nửa ma đến chết không ra gì cả, nói thiên cơ mà không nói quá dốt cuộc thì như cá mắc câu, hỏi tiên thật đâu dễ gặp đâu, muốn gặp thật phải không vui dày dặn, hỏi tiên thật người nào muốn dự đặng tự nhiên người ấy đã chứng quả rồi, tu lưng chừng hoặc đạo lôi thôi khó dựa chính ngôi sen báo. Á, mày lại đây mày quay hoài mày biết, từng biết từng nói, nếu mà ai nói thư khơi mà không làm một đống mới sợ, phải không? Đúng rồi, thằng hậu nó nói đó, nặng nói thư khơi là nằm một đống. Tại vì cái thằng của tám xuống đây tới ngày tới giờ đừng chờ các linh căn hữu duyên thiên lý ngộ, giống thằng lạc kim chi ngọc diệp, chắc cưng mấy cưng mới đi chùa đi núi đi dốc không bằng tại đây, tại cái gốc chuyển lại đây rồi, tại đây mấy cưng mới hưởng, đi qua đó là chuyển ta tự cốt hết lòng ta thờ cho mày lễ đó, đặng ta là tạo cái danh lợi thôi, đặng cho mấy cưng ham muốn chứ không có bằng cái gốc tại cái đây, gốc người thượng cổ chuyển tại đây tại từ trên trời chuyển xuống cốt xi măng đất khi mang sơn tất đặt tên vua luôn võ đế không, còn đây không lợi dụng ai đồng bạc mà có thể hành cái khác này đúng tả tơi tơi tả tới ngày tới giờ người ta mới tin chứ giờ mà 20 năm trước nói người ta chưa tin. Đúng vậy, mai duyên mới gặp đạo thầy kỳ ba. Ừ, dám tu kịp hội long qua chở xa một bước mà đọa xa đời đời. Không sau này là vô hội rồi khỏe lắm ha ta, khỏe vô đây thế tới khỏe nè, đây coi tới cũng khỏe nè, cưng biết cô con gì dưới ngoài không kịp nó nói thường vậy đó. Ờ ai tin cũng có công ăn chuyện mặn, không không có mà thất nghiệp chuyện nào chứ, bởi vì mấy người biết cái tám đó con ta mặn công ty ngoài nó cũng im ve tin đi, rồi đầu tôi cho mặn công ty đó im ve mà không có nghỉ nhưng, giờ nào nhưng mà cái cuộc đời nó xoay chuyển hoài tới là bắt đầu nó khỏe khỏe rồi cái trái đốc này nó lọc lừa lên nó đẹp lặng, hoài lặng, ha. Ờ nó đẹp lặng đẹp lặng đẹp lặng đẹp lặng lên đó, ở nhiều ngày hôm nay đừng không tắm lòng thước đó mày thấy luôn ở đây bây giờ nó trúng mày thấy mặt thương không, trúng thì ghê luôn. Ừ thay đổi lần từ ta từ thì dễ ha, tôi buồn cái nó thắt nó giữ đạo bây giờ nó trúng ở rồi phải nổ núi cái này nghe. Ừ đừng có tin mấy người đó, mấy người cầu lo đi theo mấy người đó, thôi đừng có nghe, không ai qua tôi chân biết bao nhiêu, biết bao nhiêu người lên lên chứ đâu có nói đúng, nói ba lông ai tin ai theo. Ừ. Đó. Điểm mà. Tin tưởng ổng thì ổng chế độ. Ừ. Vậy kìa. Bây giờ chắc rút bả anh. Dốc dốc về đi. Về đi. Rồi vô sẵn lắm thì về. Ngoài ta nhìn vô đây. Ta nôn lắm rồi. Gì? Nôn lắm rồi. Quá khói rồi. Bữa nay gần 20 người nhờ biết ra qua đây cái này chưa đợi chút đem ra có ra ra bây giờ trời ơi chỗ biến bay xe kia biến chạy đe cho ngừng bây giờ mới là nước mang xong rồi gì năm mới bãi giờ nôn về nước còn hơn vậy nữa nôn về gặp tôi nước ngoài bây giờ nôn về bị gì ra nè bị gì ra là 12,9600 tới mạng mới trở lại mới chuyển lại làm đời thánh đức cho là các linh căn vũ trụ thế giới hưởng. Để bên đó đi. Bởi vì á, bởi vì màn này là giống hồng lạc kim chi ngọc diệp chiến này là hiệp mặt rồi, hiệp hòa nhau chờ đợi năm non. Kìa hỏi ai giữ hẳn cho tròn sao huynh đệ cùng nhau họ hiệp chiến này là hiệp căn với nhau rồi, hiệp căn hiệp giống duyên rồi chiến này là hưởng. Đây là định thần bị gì á là ông ba ổng nói thật thương ai thì thật định thần tay chẳng thật người gần đi xa vậy cho không có duyên sao không có duyên luôn á à, thì đó càng ngủ không được ngủ không được ờ mới đọc á Nguyên đuổi đi, đừng có vô đây. Không duyên khó gặp con ơi, gặp là bỏ là đời quá ơi.
gạo 26 ngàn ký đó. Trong thùng thùng nữa. Mấy ông này nè, lâu có tầng lên đây, tầng lên nè, mấy người sông Hậu, sông Hậu có 4 ngày lên nè. Ê lấy ra ra coi. Cảm ơn Dượng Tư. Có bên này có xe nào không? Để đó đi. Còn nó dẫn cái chảo. Không. Ngồi xuống đấy đây nè chị. Đây nè. Bên đây nè. Vô cho Mậu vô, ra giang ngồi cho hết, lấy cái vỗ thôi, cái nói vô đây ngồi chi mà chờ mình. Đi vô đây nè. Ra giang, ra giang, hết xích lên. Hồi xích nói vô. Quá chị hai là kỳ quá kỳ.